chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay là ngày 4 Tết, mình đang có mặt tại chùa Sông Rông của thành phố Sóc Trăng để chia sẻ những hình ảnh ngày đầu năm cho quý cô chú anh chị xem. Thì nhân dịp đầu năm thì mình cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đây là hình ảnh chùa Sông Rông các bạn, buổi mùng 4 Tết tại thành phố Sóc Trăng ở phường 5. Hiện nay giờ này là khoảng 1 giờ rồi, 2 giờ trưa chiều của ngày mùng 4 Tết thì bà con đổ về cái chùa Sông Rông của thành phố Sóc Trăng khá là đông. Thì mình thấy bà con mình cũng tuân thủ về khẩu trang cũng rất là nghiêm túc các bạn. Đây, bây giờ là thành phố chùa Sông Rông nó nằm trên đường Tôn Đức Thắng của thành phố Sóc Trăng các bạn. Hướng từ thành phố Sóc Trăng ra này khoảng 2 cây số các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy giờ là bà con mình giờ chiều thì đi lễ Phật khá là đông luôn. Đây thì cái cảnh vô chùa từ ngoài đường vô này khá là đẹp luôn đó các bạn. Hai bên có nhiều cái cây cao cho bóng mát rất là đẹp luôn á. Bây giờ thì các bạn nhìn thấy là cái cảnh chùa Sông Rông thì nó giống như cái kiểu Thái gì đó. Đây là những cái tòa tháp nè các bạn, quá đẹp nè, rất là cực kỳ đẹp luôn á. Đây bây giờ mình đi dọc vô cái tòa tháp để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Đây hình ảnh trước chỗ chùa thì cũng có nhiều cái xe nước mía bán cho bà con mình đi chơi lễ các bạn. Thì cắt nước mình vô mình dễ khát khá là ngon nha. Khá là mát mẻ luôn. Chiên đầy đủ luôn các bạn ạ. Nếu mà có đói bụng gì cũng có thể ăn được tại ngay. Bây giờ mình tiếp tục mình đi dọc vào bên trong để xem nữa các bạn. Anh ta háo bán đâu mà? Xem nước mía này. Em đâu? Anh đang trong chùa Sông Rông nè. Anh đang trong chùa nè. Rồi để anh quay cái anh vô liền. Anh đang quay ngoài trong tháp nè. Rồi. Các bạn nhìn thấy bây giờ là từng lượng người đổ về chùa Sông Rông của thành phố Sóc Trăng khá là đông nữa các bạn. Đây bây giờ mình qua mình xem cái tháp các bạn ơi. Cái tháp này khá là đẹp giống như ở Thái vậy đó các bạn. Bà con những bạn trẻ thì khá là thích thú về cái ngôi tháp ở nơi đây các bạn. Rất là đẹp đó. Để mới đi một vòng ngôi tháp này để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Các bạn nhìn thấy là khá là đẹp luôn á. Thì năm nay tình hình ở trên phố Sóc Trăng thì những người ngày đầu năm vui xuân đón Tết thấy năm nay khá là vui các bạn. Thì có thể một tín hiệu rất là mừng luôn á. Các bạn nhìn thấy rất là đông luôn. Khá là cao.
thấy là hết thì như khá là đông luôn các bạn, rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình đi ra phía bên sau ở chỗ tượng Phật nằm các bạn ơi, để mình xem. Thì tại vì cái này thì mình cũng muốn giới thiệu những cái video trước, thì bây giờ mình giới thiệu cũng đơn giản hơn các bạn, để mình xem bà con mình để bắt đầu làm như thế nào thôi. Cô gái này đây rất xinh luôn các bạn, khá xinh, khá đẹp. Đây các bạn nhìn thấy phía trước mình đó là tượng Phật nằm lớn nhất của miền Tây này các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Thì ở khung cảnh của chùa Sâm Rông thì nó trang trí theo cái kiểu giống như của Thái đó các bạn. Để mình đứng ở gần góc này để cho các bạn thấy nó đẹp hơn và xinh hơn nha. Khá đẹp hơn nha. Các bạn nhìn thấy nó là kiểu nó cũng rất nhiều là Thái vậy các bạn. Các bạn nhìn thấy là nằm lớn nhất của miền Tây đó các bạn. Đây hiện nay người ta cũng có bán bún nước lèo tại giờ trên này. Đây là phục vụ đầy đủ luôn. Còn bây giờ để mà quý cô chú anh chị xem cái chùa Sâm Rông của ngày 14 Tết như thế nào nha. Bây giờ này các bạn nhìn thấy là những chiếc xe của tỉnh bạn như là ở Bạc Liêu cũng lên để mà tham quan đầu năm ở chùa các bạn. Đây là toàn cảnh trước cái chùa Sâm Rông các bạn. Khá là nhiều du khách đến các bạn. Bây giờ mình sẽ đi dọc ra cái chùa tượng Phật lớn để cho các bạn xem. Đây các bạn, khá là lớn các bạn, rất là đẹp. Đây là toàn cảnh các bạn, toàn tượng Phật và bà nằm bật cười, những cười rất là tươi nha các bạn. Đó, rất là lớn luôn, đây là toàn cảnh luôn các bạn. Bây giờ mình đi dọc lên đây cho các bạn xem nha. Thì giờ này thì du khách đổ về khá là đông luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ Chợ Miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hãy đón xem những video kế tiếp của Chợ Miền Tây. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình.